Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh Quốc Thành Napka. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn 5 team qua ải 44.12. Trong đó có một team các bạn cực kỳ lưu ý nha. Team này là team các bạn cần phải lưu ý nhất. Nếu mà chúng ta không đáp ứng đủ điều kiện của nó thì chúng ta không thể nào qua được. Đó là team Thoran các bạn. Bây giờ thì mình sẽ giới thiệu lần lượt từng các team. Team đầu tiên là team Đại Bàng Sa Mạc nhưng mà kẹp với Yonrath lại Mitka. Thông tin tướng như sau nha. Rồi mình dùng Yonrath, Mitka, Skias, Aeron với lại Win các bạn, với các cổ vật như sau. Yonrath đeo kiếm, Mitka thì đeo mắt, Skias đeo mũ pháp sư, Aeron đeo tù và Win thì đeo mắt để mắt tăng tốc độ đánh các bạn, và trang bị như trên các bạn, một vài con có T4, còn một vài con thì đang xài T2 với lại T3. Seed thì mình đã up max seed 30 rồi các bạn nha. Giờ mình sẽ lượng đam thì đến chủ yếu là đến từ con Aeron. Aeron đam rất to các bạn, và con Yonrath và con gà. Một ít đến từ Mitka và Win thì chủ yếu là hồi máu các bạn thôi ha. Mình sẽ để tốc độ x2 để cho các bạn xem, nó sẽ vào chuỗi combo những vòng xoáy vô tận của Win và gà. Hai con này sẽ xoáy vô tận và CC cái địch tới chết, kết hợp với CC của con rùa, sorry các bạn, của con Mitka nữa, là cái địch giống như là đứng im đứng nhìn luôn các bạn nhìn ha. Nguyên một chuỗi combo cộng với gió lốc của Aeron đóng băng và xoáy của gà lại tiếp tục, rồi sau đó thì tiếp tục lại đến với cái vòng xoáy của Win và cái con Mitka lao vào dặm, cái địch không tỉnh nổi các bạn. Bị chùm lại một chùm nên những cái lốc xoáy của con Aeron nó rất là thốn, kèm với những cái nhát chém xuyên giáp của con Aeron các bạn, thì nó mang tới cái lượng đam rất là kinh khủng cho cái con tướng này. Các bạn thấy ha, Aeron thì nó có một cái kỹ năng chém xuyên giáp rất đau các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đến với team thứ hai, đó là team Rizu lại Ana. Chúng ta có Ana, Rizu, Odin, Scarlet với lại Motas. Với thông tin tướng như sau các bạn, những con mình đều full nội thất độc quyền và seed 30. Có con Motas mình mới 5 món thôi nha. Cổ vật như sau: Ana thì Ana và Rizu thì đeo mắt, Scarlet đeo mắt, Odin thì đeo sách các bạn, còn Motas thì chúng ta đeo tù. Trang bị các bạn, một vài con có T4, còn vài con có T3. Đây đều là những con tướng mạnh nên mình đa phần là đều có đồ T4. Nếu mà đồ T4 các bạn chưa có nhiều thì các bạn ưu tiên vũ khí với lại giày trước. Sau đó thì chúng ta sẽ trang bị lên mấy cái món khác các bạn. Rồi chúng ta cùng view qua cái team này nó qua ải như thế nào nha. Ana, Rizu. Thì team này nó hoạt động giống như lúc trước mình đã giới thiệu với các bạn. Ana với Rizu nó sẽ là đứng tăng và tạo tiền đề cho mấy con sau quy đam. Odin sẽ dựng đủ 3 mắt của mình lên và CC khống chế kẻ địch, còn Scarlet thì dội những quả cầu lửa xuống và gây đam. Bật OBS Studio lên hơi lắc các bạn thông cảm nhé. Về khúc cuối là cái địch giống như bị dính nguyên một chuỗi combo là không tỉnh nổi các bạn ha. Bị dính CC của team mình là không tỉnh nổi, còn Scarlet thì dòng nổ liên tục. Motas thì sau khi đã boost hết toàn bộ team đi boost cho mấy con minion luôn. Ba cái địch đứng im một chỗ và không tỉnh nổi. Motas debut cho từng con minion các bạn, rất là chăm chỉ. Ok, và lượng đam thì đến từ vị trí của con Scarlet là chủ yếu các bạn, với lại con Rizu. Rồi chúng ta sẽ đến với team tiếp theo, team xoay quanh Lucretia và những người bạn. Ở đây thì chúng ta chủ yếu là dùng cái con Lupre với là song kiếm các bạn, mang song kiếm tay ương. Siulat thì mang tù, Siulat, Lyca với lại con Nemora chúng ta mang tù. Còn
Handless thì chúng ta mang cái như cái đây là giải lụa sống, người vượt sóng gì đó các bạn. Full 5 sao hết các bạn nha. Ở đây thì chúng ta đều full nội thất độc quyền và full sheet 30. Có con Lucre của mình thì đang up sheet 36 tính lên 40 nhưng mà chưa đủ các bạn. Đa phần đều là T3, T4, chỉ có cái con Nemora chúng ta đang dùng đá T3 mà kiểu đá T3 chúng ta dùng cái tính năng ấy bạn. Cái đây là bằng đá T2 nè. T3 của con Nemora là bằng đá T2 các bạn nhìn kẻ địch nè. Mới gây được có một tí sát thương thì đã bị con Lucre của mình sóc chết rồi, rất là nhanh các bạn. Rồi, Lucre ta tiến vào, nó vào cái tầm rất đẹp các bạn, nổ một phát tiêu diệt luôn cả được con siêu lát bơm thêm một tí nữa các bạn, nó tiêu diệt được cả ba con này xong nó bay lại chỗ con Saphira. Trong lúc cái con Saphira đang gồng nổ, sai lầm rồi bạn ơi. Rồi xong. Nếu mà con Saphira nó kịp bắn cái quả cầu này, con Lucre của mình sẽ đi các bạn. Nhưng không. Lucre không cho chuyện đó xảy ra. Rồi, rất dễ. À, chúng ta đến với cái code của team Thoran. Team Thoran này các bạn cần lưu ý cái này. Nếu mà chúng ta sai cái này thì chúng ta sẽ đi không qua được đâu nha. Ok, cái chỗ vị trí của con Lucius, nếu bạn không có con Lucius, các bạn có thể bỏ vào con Sonja. Nhưng mà yêu cầu một điều đó là tổng lực chiến của con Lucius hay con Sonja nó phải thấp hơn con Thoran nha các bạn. Nói chung là tổng lực chiến của tất cả các con trong này đều thấp hơn con Thoran. Ok, chúng ta có nhiều cách để giảm lực chiến, các bạn có thể lột bỏ nội thất độc quyền. Ở đây các bạn thấy con Lucius này không muốn nội thất độc quyền. Con giáp của mình cũng không muốn nội thất độc quyền, kể cả con Ren cũng chỉ có 3 món. Thực tế thì con Ren với lại con giáp của mình nó đã có full 9 món nội thất độc quyền rồi các bạn. Mình lột ra bớt á. Mình lột ra bớt để giảm lực chiến xuống các bạn, để cho cái con Thoran của mình là con lực chiến cao nhất. Và ngoài cái cách đó, nếu mà các bạn chưa giảm lực chiến của con mấy con kia nó thấp nhất các bạn, thì còn một cách nữa. Đó là các bạn sẽ tẩy nhánh cây, các bạn sẽ tăng nhánh cây tăng lên. Xíu nữa mình sẽ view cho các bạn xem nhánh cây tăng, mình tăng lên tới 130. Còn nhánh cây pháp sư với lại support mình giảm xuống sao cho cái con Thoran này nó lực chiến là cao nhất các bạn thấy ha. Lực chiến của Thoran là 109 triệu, của Ren là 100, của giáp là cũng 108, bip 3 là 105 và con Lucius là 102 với cổ vật như sau. Lucius thì mình mang rào trắng, con Thoran thì chúng ta mang búa, rất lạ các bạn ha, lần đầu chúng ta thấy. Ren thì chúng ta mang tù, giáp thì mang tù và cái con bip 3 thì chúng ta mang quyền trượng. Còn bộ trang bị như sau, Thoran thì như cũ thôi các bạn, chỉ cần món T3 cái vũ khí với giày T3, còn lại cái nón thì chúng ta sẽ là hệ cường hóa full nhưng không lắp đá T1, còn cái áo thì chúng ta mang một áo tím bình thường. Đồ còn lại như sau các bạn, giờ mình sẽ cho các bạn xem trận đấu này. Cái quạt đến từ vị trí của Thoran thôi, một quạt Pentakill. Thường thấy trong các trận đấu mà chúng ta dùng Thoran các bạn ha. Thoran đầu trận sẽ được bip 3 nhấc vào cái vòng tay êm ái của cái địch xung quanh. Ren sẽ boost kỹ năng nổ, boost cho Thoran. Thoran sẽ gồng nổ và chém một phát đi ba con, sau đó thì gồng nổ đẩy một phát nó đi hai con. Pentakill win các bạn. E dẹt chưa, rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng xem lại một lần nữa. Để có được một phát chém các bạn nhìn cực kỳ đơn giản như này thì mình phải đã phải try rất là lâu mới được các bạn. Ok, các bạn nhìn thì nó nhẹ nhàng vậy thôi nhưng đối với mình nó làm cái gì đó cực kỳ khó các bạn. Sorry, chúng ta còn team cuối, mình quên view cho các bạn xem rồi. Ok, team cuối thì mình xài sorry các bạn, còn team thứ năm các bạn có thể vào cái chỗ AFK Helper để xem team thứ năm nhé. Mình còn thứ năm mình quên, mình nhấn nhầm, quên view cho các bạn xem. Cơ bản thì team thứ năm chúng ta cũng dùng xoay quanh những con này. Ở chỗ đây thì chúng ta không có dùng con Yonrat mà bộ ba là Khaza. Còn các bạn xem Raku thì đeo mắt, còn Leonardo da Vinci thì đeo tù, còn Khaza thì đội nón. Các bạn cái team như vậy, cái team sorry các bạn nhiều nhé, mình click nhầm. Rồi thì mình nói luôn, cái team thứ năm thì nó bao gồm những con như sau, đó là Mahira, Rowan, Khaza, Leonardo da Vinci với lại con Raku. Trong đó con trong đó thì con Mihira thì cũng mình cũng mới bật đỏ thôi bạn. Mihira với lại Khaza của mình mới bật đỏ thôi và tất cả các con tướng đều là full sheet 30. Mihira thì mình sẽ đeo quyền trượng ha. Rowan thì đeo chiến binh Tiber cũ các bạn. Còn con Khaza, con
Leona Da Vinci với lại Raku thì như mình đã nói, còn trang bị thì chủ yếu là đá T4, đồ T4 cho con Raku, còn những con khác thì mình mang T3 T4 hỗn hợp các bạn, cũng cái đó là đồ rồi chúng ta dùng tính năng cường hóa chung nữa. Ok, giờ như đã hứa thì mình sẽ vào cái chỗ, giờ mình sẽ vào cái chỗ này cho các bạn xem, đó là cái chỗ nhánh cây, chỗ thư viện. Mình sẽ cho các bạn xem cái nhánh cây để mình up cái con Thoran lên nhé. Nhánh cây Thoran hệ tăng mình tăng lên tới 130 nè, hệ tăng mình tăng tới 130 để cho lực chiến của nó cao nhất các bạn thấy ha. Pháp sư với lại support thì mình hạ xuống rất là nhiều, đúng ra là hai cái nhánh này lên trên 100 rồi, nhưng mình up cái nhánh tăng để chúng ta phải có những cái quạt chí mạng để win được các bạn. Rồi, và mình đã qua được 44.12. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục try cái ải này các bạn. Và thời lượng video cũng có dài, thì mình xin phép được kết thúc video của mình tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều nha. Nếu các bạn thấy hay thì cho mình một like, subscribe và nhấn vào chuông thông báo để kịp thời xem video xem tiếp các video tiếp theo của mình. Nếu mà gặp ải nào khó thì mình sẽ dừng lại try, mình sẽ up video để cho các bạn đi sâu có kinh nghiệm các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều và xin chào tạm biệt nha. Bye bye.